Rất có thể là sẽ rất nhiều anh chị em, các bạn vẫn lên trên mạng cũng như vào kênh TOTV xem những video về bất động sản và vẫn tiếp tục tranh luận với Thắng ơi về việc là những chia sẻ của Thắng trong thời gian vừa qua thì không phù hợp, hoặc là cũng có thể chia sẻ theo hướng tức là những cái nhận định mang tính cảm quan cá nhân. Đồng ý với quý anh chị và các bạn là những chia sẻ của Thắng ở trên cộng đồng mạng về những video về bất động sản chỉ là một cái góc nhìn cá nhân dưới cái phân tích trên góc nhìn của một người đầu tư tài chính và có một chút kiến thức về kinh tế vĩ mô. Chia sẻ cho anh chị và các bạn để có thêm góc nhìn, để có thêm tầm nhìn và đưa ra những cái quyết định, những cái nhận định phù hợp trong cái quá trình tham gia đầu tư bất động sản của mình. Không mong rằng là những cái chia sẻ đó sẽ tác động quá nhiều tới cái hoạt động kinh doanh, tác động quá nhiều tới những cái quá trình mua bán và đầu tư kinh doanh bất động sản của quý anh chị em và các bạn. Nhưng mà một vấn đề mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay đó chính là quý anh chị và các bạn cũng phải đồng tình với Thắng ơi về việc là thị trường bất động sản của chúng ta đã khó khăn hơn rất là nhiều so với thời gian trước đó, và số lượng giao dịch trên thị trường bất động sản thì có phần ngày một ít đi, cũng như là chậm dần các thương vụ giao dịch trên thị trường. Thì trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không tranh luận thêm hoặc là chia sẻ thêm với quý anh chị và các bạn về những cái vấn đề liên quan tới cái câu chuyện đó là thị trường của chúng ta đã như thế nào và tại sao nữa, mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ với anh chị em và các bạn một cái chủ đề khá là nóng về việc là thị trường bất động sản của đặc khu kinh tế trước đây suýt nữa thì được Quốc hội thông qua, và hiện tại thì được gọi là khu hành chính, tức là khu 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 hành chính đặc biệt. Ví dụ thế, thì tình hình bất động sản ở những cái khu đó như thế nào, nói chung, và đặc biệt là cái cảnh thị trường bất động sản ở Phú Quốc và Vân Đồn trong thời gian gần đây thì ra làm sao? Thì theo những cái quan sát của chúng tôi thì chúng tôi qua số liệu thống kê cũng như là việc là thăm thú thị trường bất động sản ở Phú Quốc thì có thể đưa ra vài cái chia sẻ với quý anh chị em và các bạn theo một cái hướng khá là khách quan như sau. Tình hình hiện tại ở Phú Quốc thì khá là hoang tàn sau cái cơn sốt đất của những năm trước đó, đặc biệt là cơn sốt đất năm 2017, nữa cuối năm 2017. Cái tàn dư của nó để lại là những cái hệ lụy khủng khiếp, không biết bao nhiêu người lâm vào cái cảnh vỡ nợ, ôm đất khóc ròng, và rất nhiều đại gia bỗng chốc trở thành đại bại bởi cái ảo mộng làm giàu. Không thiếu những người đã đầu cơ tích trữ bất động sản ở Phú Quốc trước đó, thì có một câu chuyện phải kể với quý anh chị em và các bạn. Tôi có một người bạn tên là Long, và hiện tại thì anh này đang là chủ của một cửa hàng, gọi là một cái cửa hàng ngọc trai khá là lớn, được coi là lớn hàng đầu Việt Nam. Có rất nhiều các cái cửa hàng ngọc trai trải dài ở các sân bay của Việt Nam. Được quen biết anh và có một cái cuộc nói chuyện với anh về việc là tại sao thì cuối năm 2017 anh lại bán đi cái resort có tên là Long Beach ở Phú Quốc. Và có thể một câu chuyện hài nhưng anh đùa với tôi như thế này. Anh bảo là tao đã phải đem cả một ô tô để ra chở tiền về. Và trước đó thì đầu tư vào cái resort này thì số lượng tiền cũng không hề nhỏ. Tuy vậy thì khi mà bán cái resort này tại Phú Quốc, tại đúng thời điểm mà thị trường bất động sản Phú Quốc nóng sốt, thì anh đã thu về và thu hái một cái thành công rất là lớn. Đó là một trong số rất ít những người khá là nhạy bén về mặt kinh doanh và nhìn nhận thấy được cái lợi ích trước mắt của cái thị trường bất động sản tăng nóng, đã rút khỏi thị trường vào đúng những cái thời điểm phù hợp nhất. Và bản thân không phải vì bán cái resort này mà anh giàu, thực ra anh đã giàu từ trước đó rất là nhiều. Anh kinh doanh trong lĩnh vực ngọc trai và kinh doanh lĩnh vực bất động sản đã là thành kỳ cựu mà ít ai nói được nghe tới con người này. Tôi kia được quen biết anh bởi vì anh cùng đồng hương người Thanh Hóa với tôi.
Trong thời gian trước đó thì tôi có làm bên lĩnh vực về cái đá nhân tạo, thì tôi có tham gia vào cái việc là ký hợp đồng và làm cái hệ thống các cái bàn trưng bày ngọc trai cho công ty anh. Thì kể với anh chị một câu chuyện như thế để thấy rằng là một số đại gia thì cũng thu hái được khá nhiều thành công tại thị trường bất động sản Phú Quốc. Tuy vậy, những người còn lại, những người mà đua theo cái cơn nóng sốt của thị trường, thì đến ngày hôm nay thì có thể sẽ thấy được rằng là 100 người bán thì có thể nói là không có người mua hoặc là rất ít người mua. Dạo một vòng quanh Hòn Đảo Ngọc thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy hàng loạt các cái điểm giao bán đất và giấy bán đất treo ở tất cả những nơi nào có thể treo được. Từ cột điện, rồi các cái gốc cây cho tới tường nhà, rồi chỗ nào có cây, cột thì người ta cắm cọc để treo. Giấy bán đất phất phơ tung bay khắp cả Hòn Đảo Ngọc và mang theo mong mỏi cùng cái nỗi buồn vời vợi của rất nhiều cái chủ đất chẳng may thì mua ở đọt. Tôi nói câu chuyện này thì thực sự là rất nhiều người mà nếu mà đang bị dính ở bất động sản ở Phú Quốc thì khá là buồn, do là mọi người đu vào cái thời điểm giá đất quá là cao thôi. Nếu như trước kia cò đất nhiều hơn khách du lịch thì nay cò vạc điều hưu như chợ chiều và cả ngày ngồi ngắp ruồi ở các cái quán nước. Chúng tôi thuê một chiếc xe đi thăm thính quanh đảo, thì anh lái xe có tâm sự với chúng tôi là thực sự là vài tháng gần đây thì thị trường bất động sản tại Hòn Đảo Ngọc đã chứng lại và thậm chí là điều hưu hơn rất nhiều so với cái cảnh gọi là rôm rã cò đất, rồi người mua đất, rồi người xem đất trong thời gian trước đó. Chúng ta thấy được thêm một cái điều nữa, đó là ở Phú Quốc hiện tại thì cũng không thiếu những cái resort của những cái doanh nghiệp lớn, ví dụ như Sun Group, ví dụ như Vingroup, ví dụ như là những cái khách sạn lớn hạng sang mở và đang kinh doanh khá là hiệu quả tại đây. Tuy vậy, đây cũng chỉ là một vài cái điểm nhấn riêng biệt, và những khách sạn, những resort này thì được gọi là khóa chặt, kín cổng cao tường, phục vụ những cái khách hàng VIP và siêu VIP của họ đi từ sân bay và chạy thẳng về resort. Còn lại thì những người dân vốn dĩ là người gốc ở Hòn Đảo Ngọc Phú Quốc, cũng như là những người chót bỏ tiền ra đây mua phải cái thị trường bất động sản lúc nóng sốt thì thực sự là không được hưởng lợi nhiều như những gì mà cò đất trước đó đã nói với quý anh chị em và các bạn. Có thể nói rằng là cái thời mà cò chỉ, tức là nếu mà quay trở lại cái đất Phú Quốc mà khi theo cái thời gian trước đó, thì chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là chỉ cần chỉ tay vào một miếng đất nào đó, sau đó thì ai có nhu cầu thì sẽ tìm chủ rồi mua sang tay, thì cò đất có thể ăn vài trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng chỉ bằng một cái chỉ tay, bằng một cái chỉ tay trong cái lúc mà nóng sốt đất bất động sản tăng từng ngày. Còn ngày hôm nay thì rất nhiều đất đang muốn chào bán cũng không có người mua. Rất nhiều những cái miếng đất mà mức chào đã thấp hơn so với thời điểm đỉnh điểm, lên tới 40, giảm tới 40-50%, vẫn rất hiếm những người mua đất. Câu chuyện kỳ vọng mà chúng tôi được nghe đó là việc trong thời gian sắp tới thì có thể sẽ thông qua luật đặc khu này kia, thì đó là một câu chuyện thực sự là nó là dài, và sau một thời đoạn nóng lên sừng sực thì có thể anh chị và các bạn phải rút ra một số cái kinh nghiệm như thế này. Khi mà mọi thứ được truyền thông, được báo đài đăng lên rầm rộ và PR rất là mạnh, thì đó chính là cái thời điểm mà quý anh chị và các bạn cần phải dè chừng về bất kỳ một cái thị trường nào, không chỉ riêng gì thị trường bất động sản, mà thị trường Bitcoin, thị trường chứng khoán, thị trường tiền số, hay là các loại thị trường đầu cơ tích trữ mà người Trung Quốc thường hay có cái thói quen đến Việt Nam để đầu cơ tích trữ và đẩy giá, thì anh chị và các bạn cần phải đề phòng. Không có một cái câu chuyện dẫn lời của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, thì ông này có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là tại sao phần lớn những người tham gia lĩnh vực đầu tư đều không muốn giàu. Lý do là bởi vì họ không muốn giàu chậm. Tất cả chúng ta đều muốn giàu nhanh, giàu rất nhanh và cực nhanh.
Do đó thì chúng ta dễ mắc vào những cái sai lầm liên quan đến cái lòng tham, và từ đó thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả mà ngày hôm nay thì không khó, chúng tôi chỉ là điểm qua cái tình hình thông tin để nhắc lại quý anh chị và các bạn về tình hình thị trường bất động sản ở những cái khu được coi là trước đây thì suýt xíu nữa thì được thông qua cái luật đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc. Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc và rất nhiều những cái nơi sốt nóng bất động sản trong thời gian vừa qua đã khiến cho không thiếu, không ít những nhà đầu tư gặp những cái khó khăn, gặp những cái trắc trở trong quá trình đầu tư và gây ra những cái thiệt hại không nhỏ. Anh chị và các bạn có thể đưa ra những cái ý kiến khác của mình cũng như là những cái chia sẻ của anh chị và về thị trường bất động sản ở nơi anh chị đang sống, ở những nơi mà đã nóng sốt trong thời gian vừa qua, ví dụ Đà Nẵng, Nha Trang, Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong, và đặc biệt những anh chị và các bạn nào là người ở những cái nơi là Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong thì xin để thêm những cái bình luận, những cái cập nhật về thị trường ở phía dưới video này để cùng chia sẻ với cộng đồng, để cùng chia sẻ về những cái hệ lụy mà thị trường nóng sốt quá mức đã gây ra cho quý anh chị và các bạn ở dưới phần bình luận trong dưới video này. Anh chị và các bạn có thể đưa ra thêm những chủ đề mà anh chị và các bạn muốn nghe, muốn được chúng tôi tập hợp dữ liệu và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn trong những video về bất động sản thời gian tới. Cũng như là đừng quên để lại cái cảm xúc yêu thương của quý anh chị em và các bạn, bình luận về những cái chia sẻ của chúng tôi để ngày càng chất lượng hơn, càng tuyệt vời hơn. Và đặc biệt hãy ủng hộ chúng tôi bằng những cái like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh, ấn vào cái chuông. Những anh chị nào chưa ấn chuông thì sẽ không được cập nhật những video mới. Thì nhớ là đăng ký kênh, sau đó ấn vào chuông để được cập nhật những video mới mỗi ngày. Và ủng hộ chúng tôi đạt 100.000 sub trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong một video về bất động sản hay hơn. Nhờ vào cái sự góp ý chân thành của quý anh chị và các bạn. Thân chào và chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe.